Vâng, đá phong thủy LNG xin chào quý vị, các anh chị, cô chú ha. Thì hôm nay ở cái video này chúng ta sẽ nói về những cái đơn hàng trong mùa dịch, những cái khó khăn và những cái cập rập trong mùa dịch thưa quý vị ha. Thì để bảo vệ bản thân cũng như là để bảo vệ cộng đồng thì chúng ta cần phải tuân thủ và chấp hành thưa quý vị ha. Và ở cái video này thì em sẽ chia sẻ với quý vị về những cái nguyên tắc mà LNG đã kinh doanh và đã hoạt động từ rất là lâu rồi thưa quý vị ha. Và nền móng mà để LNG thực hiện và để LNG trao đến quý vị những cái viên đá, những cái món vật phẩm phong thủy trang sức thật là hữu hiệu, thật là chất lượng. Thì mời quý vị cùng LNG xem qua cái những cái đơn hàng của chúng ta ha trong mùa dịch và những gì mà LNG muốn chia sẻ đến quý vị một cách thực tế và một cách chính xác và chuẩn nhất nha quý vị nhé. Rồi thì bây giờ mời quý vị cùng LNG chúng ta cùng trải nghiệm nha. Kênh Đá Phong Thủy LNG xin chào quý vị nhé. Thì quý vị cảm thấy kênh thú vị và nhiều hữu ích thì vui lòng đăng ký kênh và hướng dẫn như sau nhé. Chúng ta vào YouTube và gõ Đá Phong Thủy LNG, sau đó chúng ta đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón nhận những cái video chia sẻ về kiến thức về đá và phong thủy quý vị nhé. Thì như những gì quý vị thấy đây thì chúng ta những cái đợt tri ân này ha, những cái này là những cái đợt tri ân. Và hiện tại thì Viettel và Bưu điện ở thành phố Hồ Chí Minh á, người ta không có hoạt động nên hàng tạm lưu kho hả quý vị ha. Kèm theo đó là một số sản phẩm mà khách hàng đã chốt từ LNG hả quý vị ha. Tất cả đều là thiên nhiên trừ cái viên này. Trừ cái viên này ha. Còn lại tất cả đều là thiên nhiên và có một số thành phẩm trang sức cũng đã hoàn thành rồi nhưng mà không thể gửi được đến tay khách ha. Bởi vì bây giờ những cái cơ sở mà vận chuyển thì ngưng hoạt động, kể cả bên khâu mà làm vàng như là đúc vàng nè, rồi sáp nè ha quý vị ha, làm sáp đúc vàng thì không hoạt động, mà thiếu hai cái khâu đó. Tại vì một cái phân khúc mà để thành một cái món trang sức như thế này thì nó có cần có cái khâu thiết kế bản vẽ 3D ha quý vị ha, thiết kế bản vẽ 3D và kèm theo đó là cái khâu đúc sáp ra. Sau khi mà đúc sáp ra thì qua cái khâu mà đổ vàng á, đúc vàng á, thì nó sẽ bỏ khuôn sáp vào trong hạch cao hả quý vị ha, để đúc ra vàng. Sau khi đúc ra rồi thì chúng ta còn cái công đoạn làm nguội, làm nguội rồi sau đó là nó mới hoàn thành một cái chiếc nhẫn hả quý vị ha. Mà thiếu đi cái khâu đúc vàng, cái khâu đúc vàng với khâu đúc sáp là coi như là thua, không thể hoàn thành được. Mà cho dù có hoàn thành được ngay bây giờ đi nữa thì hiện tại cái tình trạng ở thành phố Hồ Chí Minh khó để mà có thể mà gửi đến cho quý vị ha. Nên thành ra LNG rất xin lỗi và rất mong quý vị cảm thông và thấu hiểu cho LNG ở cái thời gian hiện tại hả quý vị ha. Nếu chúng ta có thể thì chúng ta chốt đơn và hàng tạm lưu kho, và sau khi mà trong thành phố ổn định thì LNG sẽ dốc hết sức mình để mà hỗ trợ quý vị để hoàn thành cái sản phẩm thời gian sớm nhất hả quý vị ha. Thì như quý vị thấy thì ngoại trừ những cái viên thành phẩm và rất là nhiều sản phẩm LNG đã khách đã chốt và LNG đã gửi qua bên Kim Hoàng một số đá rồi hả quý vị ha, chứ không phải là chỉ có bao nhiêu đây trong mùa dịch đâu. Và ở đây chúng ta còn có khách chốt cả hàng thô hả quý vị ha, chốt hai cái phôi thô để mài ra hai viên 12 ly cho nó đủ bộ 7 viên như thế này hả quý vị ha. Và rồi thì bây giờ em sẽ phân tích là tại sao trong số này LNG chỉ có lọt một viên này là hàng đã qua nhiệt hả quý vị ha. Và bây giờ LNG sẽ phân tích cặn kẽ về cái nguyên tắc làm việc. Quý vị thấy rất là nhiều đá thiên nhiên, chỉ có một viên này và khách đồng ý hả quý vị ha. Và rồi LNG sẽ chia sẻ đến quý vị cái viên này và những cái dòng đá xử lý nhiệt ra làm sao để cho chúng ta có thể có một cái kiến thức ổn định để chúng ta có thể có những cái lựa chọn thật là sáng suốt và thật là ok cho cái sản phẩm phong thủy ha. Nó đi theo chúng ta khoảng thời gian rất là dài, đó là đến cuối cuộc đời chúng ta có thể mang những cái viên đá, mang những cái may mắn bên cạnh chúng ta. Rồi thì bây giờ LNG sẽ tiếp theo cái phần chia sẻ kiến thức hả quý vị ha, và chia sẻ đến quý vị cái nguyên tắc làm việc từ LNG. Rồi thì mời quý vị xem qua nhé. Vâng, thì trước khi chúng ta
xem qua và trao đổi về những cái chia sẻ về những cái dòng đá đã qua nhiệt này, thì LNG xin chia sẻ đôi điều ha. Vâng, thì LNG thấu hiểu những gì mà người kinh doanh và nhất là người dùng mong muốn không vậy ha. Thì đó là những cái sản phẩm hoàn toàn là thiên nhiên và chất lượng. Thì cái chất lượng ở đây á là em muốn nói đến cái đẹp của từng cái kiểu chế tác khác nhau. Ví dụ như và mài giác thì cần phải có độ tinh khiết và khối của viên đá nó phải đủ hả quý vị ha, và giác nó phải đều, độ sai lệch thì phải thấp nhất có thể. Còn nói về đá mài láng thì một viên đá nó phải có dáng cân đối hả quý vị ha, tròn là ra tròn, oval là ra oval, và độ cân đối của nó phải cao, và cái bề mặt nó phải láng và mịn. Và chung quy giữa mài láng và mài giác thì đang nói về chất lượng hả quý vị ha, thì màu sắc của nó phải hài hòa và tươi đẹp. Bây giờ chúng ta bỏ qua phần chất lượng đi, chúng ta nói đến phần giá trị. Thì em biết có nhiều anh chị xem kênh thấy em chia sẻ rất là nhiều, như video này đây là chia sẻ về đá xử lý, nên có nhiều nghi vấn và nhiều nghi ngờ về cái nguồn hàng hoặc là cái sản phẩm bên LNG. Vâng, rất là tội cho em không quý vị ha, bởi vì em dựa trên video này tiện thì em chia sẻ luôn với quý vị rằng với LNG thì các anh chị đã từng giao dịch ha, đã từng giao dịch và đặt niềm tin bên em thì hẳn sẽ rõ về cái nguyên tắc làm việc bên LNG. Có những cái viên đá thì trong cái quá trình ngọc học ở các lab, các trung tâm giám định thì có một số dòng ở mức xử lý nhẹ người ta cho phép, thì vâng, LNG vẫn thẳng thừng nói với quý vị rằng là cái viên đá đó mặc dù là giấy giám định là thiên nhiên đấy, nhưng góc độ chia sẻ, góc độ xử lý và cách xử lý như thế nào thì LNG vẫn tư vấn rất là rõ ràng. Thậm chí là những cái viên đá mà nó bị lỗi đâu hả quý vị ha, bị lỗi rồi thì LNG vẫn nói cho quý vị biết rằng là viên đá đó có rạn, có mây, có tạp, có bọt, hoặc là vân vân và vân vân hả quý vị ha. Kết lại một điều, khi mà chúng ta cần có một cái sản phẩm để mà lên trang sức thật là hữu hiệu, thật là chất lượng và đúng với giá trị của nó, thì chúng ta cần phải lựa chọn. Cái lựa chọn ở đây là một người kinh doanh, ngoài việc có đạo đức ra, ngoài việc có đạo đức trong nghề nghiệp ra, cần phải có kiến thức nữa quý vị ạ. Cần phải có kiến thức. Và kiến thức của người kinh doanh nó phải đủ tâm và đủ tầm hả quý vị ha, để họ có thể phân biệt được những cái con đá thô nó đã xử lý, chứ đừng nói chi là sản phẩm hả quý vị ha. Thì qua cái video này em muốn truyền đạt đến một cái thông điệp là cái việc chọn lựa là ở chúng ta, và nơi nào thật sự có đạo đức và có kiến thức thì chúng ta chọn lựa hả quý vị ha. Rồi thì bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu về cái dòng đá xử lý. Và viên đá này thì khách bên LNG đã chọn không quý vị ha, một viên đá sapphire đen lấy lấy luôn, giống như là kim cương đen vậy, y chang kim cương đen luôn. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm không quý vị ha. Thì nói đến đá thì những anh chị mà mới xem kênh hoặc là đã xem kênh rồi từ rất lâu á thì chắc quý vị cũng biết rằng là bên LNG đá thì ngút ngàn ha, đá thì rất nhiều. Nhưng mà nói về cái vấn đề mà chia sẻ những cái đá xử lý này thì chỉ có 5-3 viên, nên quý vị thông cảm giùm LNG ha. Vì đá thiên nhiên thì em nhiều, chứ còn mà đá xử lý thì nói về đá quý thì ngày xưa đến giờ quý vị chưa thấy LNG đem viên đá quý nào mà ra mà chia sẻ mà nó xử lý nhiệt cả. Xưa đến giờ chưa có video về đá xử lý nhiệt luôn, chưa có video nào về đá quý xử lý nhiệt luôn, thì hôm nay chúng ta sẽ lên. Bởi vì những cái kênh đá phong thủy LNG thì em chia sẻ những cái kiến thức không bị trùng lập quý vị ha, ít khi nào bị trùng lập lắm, và mỗi video em chỉ làm một lần thôi, kể cả hàng cũng vậy. Và đây thì bây giờ chúng ta chia sẻ kiến thức và số lượng hàng qua nhiệt thì chúng ta rất là ít, nên quý vị thông cảm ha. Thì trước tiên đây là một cái viên ruby, một cái viên ruby đã qua nhiệt ha quý vị ha. Đây thì cái vấn đề này thì nếu như em không nói nó qua nhiệt thì chắc hẳn quý vị cũng không biết đâu đó, kể cả những anh chị em nào mà kinh doanh 2-3 năm ha. Thì đây là một cái viên ruby đã qua nhiệt,
Và bên L&G rất là thẳng thừng và rất là rõ ràng về cái vấn đề này. Bởi vì em là người chia sẻ mà, nó bậy nó bạ không có được. Thì đây là một cái viên ruby đã qua nhiệt, thì quý vị có thể thấy là cái độ tinh khiết, rồi cái chất đá thì rất là ok đúng không? Bởi vì một cái viên như vậy nếu mà nó thiên nhiên thì giá trị của nó rất là cao. Thì đây là một cái viên đá ruby đã qua nhiệt, thì quý vị có thể thấy là sáng ha. Ở dòng sapphire cũng y chang vậy luôn, đã qua nhiệt thì rất là sáng. Cũng có hàng sáng ở thiên nhiên nhưng mà nó rất là ít luôn. Anh em nào kinh doanh thì cũng biết rồi, nhập một lô hàng về được bao nhiêu con sáng đâu. Hên lắm thì được nhiều quý vị ha, nhưng mà em thấy là xui nhiều hơn đấy. Thì đây là một con ruby đã qua nhiệt. Và khi mà qua nhiệt á, thì nó có nhiều phân đoạn, chứ không phải là đốt một cái là nó ra hoàn hảo như thế này ha quý vị ha. Sai lầm. Bất kỳ cái ngành nào, bất kỳ cái khâu nào, nó cũng có những cái khó khăn của nó. Thì trước tiên á, là người ta sẽ đốt để mà làm cho những cái mây, những cái nước cơm, nước cháo, những cái tạp bên trong đá nó sẽ tan đi. Thứ nhất là người ta sẽ tạo đốt một lần, hai lần, tạo sự tinh khiết cho đá. Đó. Và đốt lần 2, lần 3, lần 4 để tạo màu sắc mà họ mong muốn thôi quý vị ha. Màu sắc mà họ cần. Đó. Thì đó là cái mà viên đá sẽ bị đốt đi hoặc là đốt lại để cho ra một cái viên thật là tinh khiết và thật là tươi màu. Thì ở đây thì như quý vị thấy thì cái dòng này, cái dòng này đi, cái dòng mà khách đã chọn, thì em chia sẻ về cái dòng này. Vâng, thì với cái dòng sapphire, với cái dòng sapphire màu đen, xem nó có cái độ long lanh và mịn màng như là kim cương đen không quý vị ha. Thì với cái dòng này nó hoàn toàn là dòng đá xử lý, nó là dòng đá chết đã qua một lửa không quý vị ha. Chính xác là nó là dòng đá chết đã qua một lửa. Thì với những viên như thế này á, nói thẳng với quý vị rằng là nó cũng ít khi nào mà có cái hàng mà gọi là có sự liên lạc. Nếu như chúng ta không đi sâu vào bên trong cái viên ha, chúng ta phải sạc tuyệt đối, sạc mạnh tay để mà lấy cái lỗi bên trong, thì nó còn có hàng đẹp không quý vị ha. Vâng, thì đây là một cái viên sapphire đã qua một lửa nè quý vị. Đó. Giống như là mực một nắng, hai nắng, ba nắng vậy quý vị. Thì những cái viên này thì nó là sapphire đã qua một lửa, độ cứng là 9, màu đen tuyền, nó y như là kim cương đen ha quý vị ha. Chúng ta có thể dùng cái dòng sapphire này để thay thế kim cương đen. Thì như bên L&G thì vừa rồi cũng thấy người ta bán gì sapphire đen rồi tùm lum các kiểu, nên thành ra L&G cũng đem cái lô đá thô đi đốt chơi gì đó, mà đem đi cho người ta đốt không quý vị ha, còn tốn thêm cái tiền đốt nữa, xàm thiệt. Và sau khi đốt thì nó sẽ ra những cái viên đá sapphire với màu đen tuyền như thế này ha. Một cái màu đen huyền bí để mà làm những cái mặt nhẫn dành cho những người ưa chuộng màu đen và sự cứng rắn hả quý vị ha. Thì đây là dòng đá đã qua một lửa hả quý vị ha. Một lửa từ cái dòng đá chết qua một lửa, nó sẽ ra đen thui như thế này. Và để phát hiện ra cái dòng này nó rất là dễ luôn. Mà rất tiếc là ở đây cái hàng của em nó khá chất lượng nên khó để mà phân biệt được. Khi mà quý vị nhìn vô cái viên đá này, quý vị thấy một cái ánh màu xanh, xanh hero hả quý vị ha. Xanh thật là xanh. Ở trên nhìn xung quanh trên viên đá thế nào chúng ta cũng thấy một cái ánh màu xanh. Thì đó là đó là dấu hiệu của viên đá đã qua một lửa. Bên này nó viên này nó không có. Nói chung là cái lô này là L&G sạc rất là mạnh. Ví dụ như một cái phôi mà 10 CT sạc xuống ngoài còn 2 CT à. Nên hình ra chúng ta không thấy được cái đó. Không thấy được cái đó. Nhưng mà L&G vẫn thẳng thừng nói là hàng này đã hàng là hàng nhiệt hả quý vị ha. Hàng nào nói ra hàng đó, nên thành ra quý vị đến với L&G thì chúng ta, trời đã dơ quá. Đến với L&G thì chúng ta yên tâm về cái việc và chất lượng không quý vị ha. Hàng nhiệt là nói hàng nhiệt, hàng bệnh là nói hàng bệnh, hàng xấu là nói hàng xấu quắc luôn. Đó. Chốt hay không tùy quý vị, chúng ta thẳng thắn với nhau mà chúng ta không có buồn lòng với nhau ha. Cái viên này sao mà khó gấp thế. Đó quý vị thấy không? Đen lấy lấy đẹp lắm. Đây hình như là nó mà đây. Đây đây. Đó. Quý vị có thể thấy cái nền xanh ha. Đó là cái dấu hiệu mà viên đá đã qua một lửa.
thì cái vấn đề này á, là chúng ta là không có xử lý nặng đâu, xử lý nhẹ thôi. Nhưng mà ra giám định thì vẫn là ra hàng xử lý nha quý vị nha. Chỉ có những nơi mà giám định ma thì họ ra thiên nhiên. Nhưng mà như thế thì mệt mỏi đấy. Sẽ có ngày bị sờ gáy thôi. Rồi thì qua cái video này thì em muốn chia sẻ và gửi đến quý vị một thông điệp rằng là đối với L&G thì khi quý vị đã đặt niềm tin thì em xem quý vị như là thượng đế ha, không xem quý vị như là con mồi. Nên thành ra hàng gì thì L&G sẽ nói rõ quý vị là hàng đó là hàng đó, hàng đó là hàng đó. Nếu mà quý vị chốt thì em cảm ơn, không chốt vẫn cảm ơn như thường. Rồi thì bây giờ L&G cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng L&G, đã lắng nghe những gì L&G chia sẻ và đã ủng hộ kênh Đá Phong Thủy L&G ha. Rồi thì đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ L&G có thêm động lực làm những cái video và nhập những cái hàng qua nhiệt như thế này để làm video cho quý vị ha. Tốn kém nhưng mà cũng gắng làm cho quý vị, để cho quý vị có một cái kiến thức để mà chúng ta bỏ túi ha. Rồi L&G xin chào quý vị ạ.